xin mời bà con cùng chúng tôi test nguyên liệu cành ná khô, là nguyên liệu thảo dược anh khách hàng mang tới để test nghiền ra thành phẩm làm trà túi nọc. Bà con có thể nhìn thấy nguyên liệu là những loại cành nhỏ, đá nhỏ đã được chặt khúc và phơi khô. Và bây giờ tiến trình cho nguyên liệu vào trong máy và qua buồng nghiền, qua sàng hai ni ra để làm thành phẩm. Mời bà con cùng xem, đây là nguyên liệu thô chưa được nghiền và bên cạnh đây là thành phẩm đã được nghiền ra. Khách hàng của chúng tôi mang về đóng vào để làm trà túi nọc. Nguyên liệu ra rất là đều và mịn, phù hợp để dùng làm trà. Này giống như bả trà luôn ha. Nếu bà con có nhu cầu hãy liên hệ đến Thế Giới Máy để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.